Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Tô Tân Qua Tuyên Quang. Và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cái chiến dịch của đế quốc Tây La Mã. Tập trước thì nói chung là cái thằng em Đông La Mã của mình là nó chán đời mà, nên là nó thích đánh nhau. Thì mình bảo với nó rồi, mình thích đánh nhau thì anh sẽ chiều, không vấn đề gì cả. Đấy. Và bây giờ thì mình đã đánh chiếm toàn bộ cái khu vực thuộc gọi là châu Phi. Đây, tất cả các vùng thuộc châu Phi và châu Âu đã nằm dưới sự kiểm soát của Tây La Mã. Đây, tất cả các vùng. Thành công Constantinople, thủ đô của đế quốc Đông La Mã đã bị xâm chiếm. Và giờ đây thì các bạn ấy hãy cứ nói rằng là xác định là ở châu Á đi. Châu Phi và châu Âu đã thuộc về Tây La Mã rồi. Còn mình thì mình chắc là mình chưa thể tấn công sang đây ngay được, bởi vì lực lượng của mình bây giờ nó hơi mỏng. Nhưng mà tất nhiên về kế hoạch lâu dài thì mình cũng phải đánh thôi, chứ còn cứ để ở đây thì cũng được. Mình sẽ xây các công trình lên đây đã. Tốt nhất là quan trọng nhất là cái công trình vệ sinh dịch tễ này, nếu để cái vùng này nó đang bị âm vệ sinh rất là lớn. Đúng không? Có lẽ tạm tạm thế để mình xem qua một số các cái vấn đề đó. Bởi vì là tập trước thì cái thằng đây, thằng này nó đi nó tàn phá đất nước của mình ác quá. Mình chưa có đường nào để mà đuổi được nó. Nó thì chắc nó lại đánh vào cái thành này, nhưng mà mình đuổi nó thì mình lại mất khá nhiều quân. Thôi được, chắc nó cướp đây phát thì nó chạy tiếp. Ok, nó thôi, nó cướp đấy thì cũng trả được bao nhiêu tiền đâu. Cái tỉnh này có vẻ ok nhỉ. Mình rút cái quân đoàn này xuống. Rồi. Có thể mình sẽ vòng dưới này, bảo vệ dưới này. Chắn cho nó. Nói chung nó thì dẹo thôi, nó cũng chả có quân nữa, bởi vì thì tại mình chưa đuổi được nó cứ chạy vòng quanh trên đất của mình. Thôi được, thằng đấy thì coi như cũng diệt vong, nó chỉ là trốn được thêm vài lượt thôi. Khu vực châu Phi, khu vực đền nôi của tôn giáo thế giới, Jerusalem. Chúng ta đã chiếm được Jerusalem rồi. Còn đây là cái vùng đất ngày nay, cái chỗ này nó sẽ thuộc cái nước Liban này. Đây là, còn cái khu này đó là Syria. Còn cái khu vực chỗ này mà chúng ta đang chiếm đây gọi là Jordani. Chỗ này nếu mình không nhầm thì đây là Ả Rập Xê Út. Đây là Yemen, Oman, Qatar, tiểu các vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cái gì nữa nhỉ? Tiểu các vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Kuwait. Còn chỗ này là Iraq này. Đấy là lãnh thổ bây giờ. Còn khu chỗ này nó là Iran, Afghanistan và Pakistan ở khu này. Đấy là lãnh thổ bây giờ, còn hiện tại bây giờ thì nó chỉ có vài cái màu ấy. Tập trước thì chỗ này thì mình xem đó nha. Mình đã vây được khá khá chỗ này rồi. Thành này mình cũng chiếm được rồi. Nhưng mà thành cấp 4 cơ à? Thôi mình không cần thành cấp 4 đâu. Nhưng mà cái này thì có lẽ là phải phá đi, để một công trình không nên có quá nhiều ruộng. Nhiều ruộng này có ổn không nhỉ? Trừ 9 này. Nhiều ruộng quá thật. Có thể là xây một cái nhà thờ để nó yên ổn chỗ này một xíu. Nhiều ruộng quá cũng không hẳn là tốt. Tất nhiên là nhiều ruộng thì có nhiều lương thực thật đấy, nhưng mà không tốt, không hẳn lúc nào là tốt. Chúng ta phá cái này đi còn hơn. Rồi. Tập trước mình đã vây cái thành này rồi. Mình nghĩ là có lẽ mình sẽ công nó, nhưng mà gì đấy? Công thẳng luôn được nhỉ? Hay là để đánh một chút nữa nhỉ? Để lượt sau nhỉ? Rồi, rồi. Cứ vây ở đây đã. Vì cái quân đoàn này cho lên đây tiếp viện phát nhỉ? Xem nào, xem có chuyện gì sẽ xảy ra nào. Thằng suy bị, à đấy, biết ngay mà nó sẽ đánh vào đây.
nó cũng chả còn đường nào chạy ngoài việc đánh vào cái thanh này của mình. Tất nhiên mình chả đánh được nó rồi, bởi vì chỗ này mình có phát triển nhà quân đâu. Không phát triển nhà quân thì làm sao mà các bạn đánh được. Với cả mình cũng chẳng xây nhà quân để làm cái gì chỗ này nhiều còn gì cả. Chỗ vùng này còn lốt cái thành đấy, thằng đấy thì... Lại chạy trốn xuống dưới. Chạy đi đâu? Hiệp ước hòa bình á. Khi mày đã sử dụng, khi mà mày đã quyết định chiến tranh thì sẽ không bao giờ có hòa bình. Một câu nói nổi tiếng là hòa bình chỉ có khi gì nhỉ? Hòa bình chỉ đến khi ngươi đã bị tiêu diệt à? Không biết của ai, mình không nhớ lắm. Tốt thôi. À, nó còn phải lo chiến đấu chống lại cái thằng này. Ừ, một cuộc chiến cũng không dễ dàng gì cho thằng Đông La Mã. Rồi. Chết mày. Đúng rồi. Một cuộc chiến không dễ dàng với đế quốc Đông La Mã. Dám lựa chọn theo phe phản loạn thì nó phải chết thôi. Rồi, bổn phận với gọi. Một tướng nó dẻo. Mình thấy mấy cái thằng này trung thành thì thấp. Không nên cho cầm quân. Mấy thằng này chỉ số thì hơi cùi tí nhưng mà thôi cũng được. Những cái tướng tài thì cứ dần dần như lá mùa thu. Sĩ khí của đạo quân chỉ huy trừ 14 điểm. Wow. Tướng mới teo cái kiểu gì đấy. Cộng 15 sĩ khí với đấu với đế quốc phương Đông. À đúng rồi. Nó còn gỡ lại tí. Ôi vị tướng giỏi ở đây chết mất. Thay bằng một cái thằng tướng củ khi. May mình có một cái chai mình cho nó đeo vào. Được. Nói chung thì vẫn ổn. Và bây giờ tiền của chúng ta đang âm một mách cực mạnh. Bây giờ thì mình sẽ xem là cái vùng nào có thể thu thuế được, mình sẽ thu đã. Chứ miễn thuế này chết. Đây. Tassia. Phủ thống đốc. Rồi. Phủ thống đốc, nhà thờ có rồi đúng không? Xây cái này tiếp. Tassia, vùng này vùng Tassia. Ôi, tiền của mình đang gặp vấn đề lớn lắm này. Nền kinh tế của chúng ta đang gặp vấn đề. Theo các bạn thì mình sẽ tồn hay là diệt? Mình sẽ tồn tại hay bị diệt vong nào? Bảy trăm. Một ngàn chín. Ok. 50 lương thực. Mọi thứ vẫn ổn. 1.900. Có lẽ bây giờ mình sẽ phải tinh giảm cái lực lượng hải quân ở phương Bắc này, vì bây giờ nó cũng gần hết việc rồi. Bạn thấy không? Thậm chí mình có thể loại biên một số đơn vị đi, nếu mình thấy không cần thiết nữa. Để bởi vì tại sao chúng ta thiếu tiền? Bởi vì thằng đệ Đông La Mã nó đã quyết định chống lại chúng ta nên chúng ta mất khá nhiều tiền. Phải các nguồn thu nhập của chúng ta nó có một phần không nhỏ bắt nguồn từ các cái khoản tiền mà các cái chư hầu chúng ta nó lộp cho chúng ta các bạn. Trong đó thằng Đông La Mã là thằng nó đóng góp nhiều nhất, thì bây giờ nó lại dám giở quẻ với mình, thì bây giờ chúng ta hết mất quân tiền rồi. Cái hạm đội này thì khá là tốt, mình sẽ không có ý định bỏ đi đâu, mình sẽ để nó giữ này. Mình sẽ điều chỉnh vào các cái hạm đội nó không thiết quan trọng lắm như thế này. Đó. Khi cần mình có thể khôi phục thiết lại cái số lượng sao. Rồi. Tiền nó không âm là được rồi. Chỗ này còn hạm đội nào? Nói chung là ổn rồi.
các bạn đừng để lên kinh tế âm là được. Còn vài cái vùng này nó đang giảm trị an thì mình để mình xem lại vùng này. Xây phủ tổng đốc lên là ok này. Daxia này vùng này tụt. Thôi kệ nó, vùng này thì chưa xây được nhà thờ nên nó tụt. Mà xây được cái nhà thờ lên mới hết được. À, tạm thế. Nhiệm vụ của chúng ta sao nào? 39 phe phái rồi, chỉ còn một phe nữa thôi. 18 tỉnh thì không, 18 vùng thì quá đơn giản luôn. Đánh chỉ là một vèo đó xong. Không vấn đề gì. Rồi. To battle. Rồi đánh một thằng thôi đấy. Đánh hai đội này nó người ta bảo là bắt nạt. Ai chà. Cho quân đoàn này rút về đây để trị an cái vùng này. Chắc chắn vùng này đang âm. Đó. Vùng này vừa mới chiếm được nên nó chưa thể ổn định được. Lương thực lại thiếu nữa. Chúng ta còn phải lo vấn đề lương thực nữa. Cảng cá mình chưa thua. Rồi chúng ta có hai cái xe công thành. Mình nghĩ vậy là đủ. Không cần đến bốn cái đâu. Nói chung ông em Đông La Mã của mình ấy thì nói thế nào nhỉ? Cứ ở đấy mà chờ chết đi. Rồi. Thời tiết thì cũng khá đẹp. Thành của nó thì nói chung cũng không có gì. Có sao ở đây lại có một cái đống cái gì này. Đánh ở chỗ này là mình hơi bị thất thế này. Nó có cả hai cổng liền liền nhau. Mình đã phải đánh một cái trận ở cái cổng như này rồi. Và mình thấy nó rất là bất tiện cho mình. Sẽ là tốt hơn mình chọn sang cổng bên này công. Bởi vì là mình đâu có đánh từ hai phía được. Chúng ta cũng không có nhiều xe bắn đá để có thể phá nhiều thế. Đúng không ạ? Đứng xa một xíu. Cũng kẹo là nguy cơ đấy, húc vào. Đang tính cho xe bắn đá đi vào đâu nhỉ? Lấy hai xe đấy nó đổ bộ chỗ này. Được rồi. Có điều phải quay lên mặt trên này. Rồi. Rồi đấy, mọi thứ có vẻ rất ổn. Phá giáp thôi. Vạn nổ. Đây. Rồi, một cuộc chiến sẽ không hề đơn giản. Mình thấy cái bắn cái đạn lửa nó cũng không hiệu quả lắm đâu. Thay vì đó mình sẽ bắn cái đạn này. Đạn lửa nhiều lúc nó... thấy nó không hiệu quả lắm. Quân của nó còn có... À đây rồi. Hải quân à. Hải quân của các em à. Bọn này hải quân thì nó không có... kỵ binh. Cho kỵ binh chúng ta ra đây sẵn sàng luôn. Sao chưa trúng được phát nào này? Bọn này nó bắn chim à?
Toàn bắn chim à? Anh em tiến sát bờ biển cho anh. Đấy, rút ra phải thế 30% rồi. Tất nhiên mình có thể cho lính leo thành vào đây thì nó cũng sập thôi, nhưng mà như vậy thì cũng khá tốn quân. Nó còn phải một quãng đường rất dài thì mới tiến được vào thành. Chuẩn bị. Nó bỏ chạy hết rồi. Chắc hơi khó phá tháp canh. Vẫn có. Tấn công. Nhanh. Lùa luôn. Mày tuổi gì? Ha, lém mình cơ. Liều thế nhở? Điếc không sợ súng à? Không phải sợ. Nó dám đủ à? Đây, đây rồi. Từ. Mấy thằng cận chiến tao pet này, thích chết à? Thử nó luôn. Rồi, lùa tiếp. Úi dồi. Lùa. Tình hình mấy cái tháp, rồi mấy cái khung xe bắn đá này không bắn kiểu gì. Chả sập được cái mẹ gì. Thôi rồi, chúng ta còn đang bận ở bên này. Mấy thằng cận chiến này của nó à? Xong đi. Ủa gì mà đánh nhau với lính cận vệ. Nè tiếp thằng này. Xong chưa? Đấy, chúng ta chạy ra đây bị cái tháp canh này nó bắn rồi đấy. Sập một tháp canh của nó rồi. Bắn tiếp bên này. Mình đang bị tháp canh nó bắn. Chạy lại. Không sao. Trời ơi. Đấu xã kỵ hôm nay thật là không biết lượng sức. Nó vừa chém thằng này, nó lại vừa bắn tên thằng này. Vãi cả kỵ xạ kỵ. Ấy. Nó vừa chém bọn này, nó vừa lã tên ở bọn này. Rồi. Vào đây cho anh. Hoàn thành nhiệm vụ. Rồi, bộ binh cận chiến tiến vào đây. Anh em leo thang. Đi lên. Estudo. Không phá được cái tháp canh này là hơi đau đầu. Phá được mỗi cái. Từ đấy nhỉ, trong hai cái tháp canh. Cho một cá trèo vào đây. Cá trèo đây. Phá tháp canh nó đã. 1, 2, 3, 4.
Rồi, không bắn nữa. Vào thế luôn ra đi. Quân trong thành của nó cũng mạnh lắm, đùa đâu. Thực ra nếu không có xe công thành thì mình đục thẳng một lỗ này thôi, mình cho quân nó vào, quân mình vào cũng được. Nhưng mà nó có cái tháp canh này. Tháp canh nó rất là ngoằng. Nếu không thì... sao mình chọn tấn công từ hướng này? Phá mỗi cái tháp canh này thôi này, toàn quân tiến vào được. Đảng nào thế thôi. Có nhiều chỗ để có thể tấn công. Duy trì quá nhiều xe bắn đá thì nó lại khó, không có quân để đánh nhau. Chả chết mất một thằng. Tháp công thành chúng ta. Ôi đồ ôi. Đang bị nó bắn rồi. Dữ dội. Tiến vào. Đội cận vệ thì lại không có đội hình Testosterone di động. Nó đơn giản là lính phòng thủ mà. Nó đơn giản chỉ là quân phòng thủ nên nó không có đội hình di động. Nghĩa là nó đứng và thủ. Nó có skill đứng và thủ đây này. Cũng vàng. Đứng và thủ. Và khi mà nó đã đứng và phòng thủ thì ăn cái đội cận vệ này cũng hơi mệt đấy. Và những đội này là lính thông thường thì nó có đủ các loại này thôi. Mỗi cái nó có cái lợi riêng của nó, lợi thế riêng của nó, đúng không? Rồi... tiến nhanh nào. À, cổng thành sập rồi. Xung phong! Nhanh, 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 nhanh! Chết mẹ quân! Ô, cung tên nó bắn kìa. Sao vậy? Cung tên nó vẫn nhiều thế nhỉ? Ôi! Elite Palatina! Vãi trưởng! Ôi đạo này! Nhanh yểm trợ không chết mẹ quân mình bây giờ! Xông vào nhanh. Ôi ồ. Cuộc đấu tay đôi giữa hai thằng La Mã. Chạy ra đây. Ra đây thì có thể bắn được. Nó đang định dồn lên tường, đứng lên tường thành để chống mình đấy. Đương nhiên mình sẽ không cho nó phép nó làm việc đó. Ôi ồ. Cậu em Đông La Mã của mình cũng mạnh vãi trưởng luôn á. Rất tiếc là chắc cũng không làm được gì nhiều. Chưa phá được cái tháp canh. Đây, phải hủy được cái tháp canh rồi đã. Xung phong. Cánh bên này có vẻ ổn hơn nhỉ. Cánh bên này nặng quá. Chúng mình nhau phải yểm trợ đây. Bắn nhanh cho anh. Rồi, tháp thanh nó bị hủy rồi. Tiến nhanh sang bên này cho anh. Cứu lực lượng bên này nữa. Bao giờ cái lực lượng quân tiên phong mà chẳng bị thương nặng nhất. Vào đây. Ăn nó đây.
ăn luôn mấy thằng cung này này. Vai. Bắn yểm trợ nhanh cũng chết mất. Mày cứ chết à? Watson, giúp. Đội này thương nặng quá, chúng ta. Tiến vào. Nó xong rồi. Bật tận chiến lên. Sốc vào. Mấy thằng bắn cung thì cho kỵ binh đuổi. Hơi đâu mà cho lính kiếm đuổi chết. Đông La Mã mạnh lắm. Nó là thằng giàu nhất Trung Đông. Chúng ta không chỉ đối đầu với một đội quân về sức mạnh đâu, mà chúng ta sẽ đối đầu với một đại gia mà bơm tiền không thiếu đấy. Này không phải chỉ thắng trong một trận mà giải quyết được vấn đề đâu. Thế mấy cái thằng này còn đứng ở ngoài này làm gì, không vào đi. Mấy thằng kiếm này của nó chém ác nhỉ? À, armor. Cung tên nhưng mà có giáp. Giáp thì cũng làm được cái khỉ thì. À, đội này xông vào đây. Mấy thằng speed nó đuổi là được rồi. Xong. Chiếm tháp canh. Chiếm tháp canh. Lấy lại tinh thần nè. Vào đấy mà lấy tinh thần. Ôi ôi. Bật đội hình lên. Đứng vào thủ. Đây là chiến thuật đội hình. Skill đứng vào thủ. Kinh à, trận này thương vong nặng lề. Rồi, các vị thần nói ủng hộ chúng ta, các bạn thấy không? Đông La Mã nó cũng mạnh lắm bởi vì quân của nó cũng chất ngang mình mà. Chắc đến trận này chúng ta thiệt hại có 600 đơn vị quân mà diệt được hơn 2.000 thì cũng là một cái con số cũng chấp nhận được. Một trận công thành thì như vậy cũng ổn. Cái quan trọng của một trận chiến không phải là các bạn thiệt hại mức độ nào cũng là quan trọng, nhưng mà quan trọng là bạn có để mất đơn vị quân nào không. Các bạn mà để mất đơn vị quân thì các bạn sẽ gặp rắc rối to đấy. Ồ. Chiếm cái thành này trái được cái mẹ thì còn mất thêm tiền. Công nghiệp. Phá hết mấy công trình này. Mình nghĩ là tường thành cấp 4 là không cần thiết. At your command. Ủa, quân đoàn này mạnh ghê nhỉ? Quân đoàn này mạnh ghê. Đây là quân đoàn cấp cao đấy, mày đùa đâu. Ready for orders. We hunger for battle. Vâng. Những cái tỉnh này mà tốn lương thực như này thì chết. Giảm bớt đi. Chị An chưa ổn được cái nào. Công trình vệ sinh dịch tễ thì đây ổn phết rồi. Chỗ này mà xây thì nó cũng biết chưa xây cái gì. At your command.
Tấn công sau đây xem nào. Quân nó có khả năng là nó không giữ nổi. Thường những cái vùng này nó không giữ. À rồi ok. Nó không giữ, chiếm luôn. Xô. Bị tham nhũng nặng nề và chúng ta chỉ còn có một đồng. Bọn gì này? Mỗi lượt chúng ta kiếm được một đồng, vãi cả kiếm tiền luôn. Các bạn thấy tham nhũng sợ. Chiếm thêm đất không những không được thêm tiền mà còn mất. Thế nên là tô màu nó không thích gì đâu, các bạn đừng có thích tô màu. Tô màu có gì hay đâu. Rồi mình sẽ... mình còn quân đoàn đóng đây. Quỷ gió cái thằng đệ mình mãi nó không chịu đánh nhỉ. Cướp phát kiếm tí sẻng. Quân đoàn thành nó có 4 thằng gác. Nó không xây công trình phòng thủ ở đây. Cướp để kiếm tí tiền đã, mình đang nghèo. Rồi rút về đây, cắm trại. Kiếm tiền. Bây giờ lại phải kiếm tiền bằng cướp bóc à? Sao La Mã mà lại có lúc để vất vả thế nhỉ? Phía trên này thì nó xong à? Nó sẽ không thể dám tấn công xuống. Vào đây đã. Ở đây còn một cái hạm đội khá nhiều mà. Tinh giảm quân đội đấy. Nói chung là ok, mấy tỉnh này bắt đầu ok rồi. Rồi chúng ta sẽ qua lượt. Để xem mấy lượt sau các cái tỉnh này chị An nó có tăng trưởng. À, một giờ đám này mình bị cướp bóc ở đây à? Thằng này còn có mấy thằng quân này thì chết sớm làm gì? Nó không làm gì được. Còn ông em thằng này à? Mày chạy loạn giỏi thật đấy. Chạy được đến đâu nữa nào? Nó hỏi là chạy được đến đâu nữa. Ờ. Xong rồi chạy đâu tiếp? Anh cũng mất quân, mày cũng mất quân. Để xem mày chạy đến đâu. Thành này thì nó không ăn được. Thành này có đồn gác. Thành này thì nó phải vây thành. Được. Rồi. Tỉnh này thì âm lương thực à? Chắc vài lượt nữa thì ổn thôi. Mấy tỉnh này ngon mà nhỉ? Ngon. Thiếu lương thực. Tàn phá. Chưa hồi phục hoàn toàn. Thôi được. 170 lương thực. Rất giàu có tỉnh này. Rất là giàu có. Thôi kệ. Chưa up kỹ năng. Thống đốc à? Cứ cho chị An vào tham nhũng cho. Chống tham nhũng. Rất nhiều anh em hỏi mình là thế cái bổ nhiệm các cái tướng lĩnh này nó để làm gì? Bổ nhiệm thì các bạn nhìn vào đây này. Kích vào đây nó sẽ tăng cái gì đây này. Đấy. Bổ nhiệm chúng ta sẽ được cái gì? Đấy. Ví dụ như tướng thì chúng ta sẽ cho vào những cái nó tăng như là phí tuyển dụng cho bộ binh này, đấy, phí duy trì này, đoàn kết này, đấy. Đây là tướng thống đốc này, thống đốc thì cho vào những cái như là nói chung là nó phải ở trên này. Các bạn cứ bổ cái thuế nó cho nó ở cái chức cao nhất được thì cho, đấy. Không quan trọng. Đây, thái tử phải cho cái chức cao cao tí. Đấy không? Tất cả các phe chúng ta phải bổ nhiệm đồng đều cả các tướng lĩnh và cũng như là gia tộc thì nó mới ổn được. Thì chúng ta bổ nhiệm nguyên gia tộc chúng ta thôi thì
Các tướng lĩnh cũng có lúc, nhưng tất nhiên chúng ta sẽ ưu tiên gia tộc của chúng ta hơn một xíu để nó tăng cái điểm ảnh hưởng của gia tộc lên. Còn lại thì chúng ta cũng vẫn phải bổ nhiệm các tướng lĩnh một xíu. Nhưng bởi vì bây giờ mình đang cần cái điểm ảnh hưởng của gia tộc lên một chút nữa. Mức này nó cũng hơi thấp. Mình muốn nó lên cái mức này. Đấy. Trung thành thì cái tướng lĩnh nó khá cao rồi nên là chúng ta cũng không phải bổ nhiệm nhiều chúng nó. Các mình bổ nhiệm tướng lĩnh thì nó cũng sẽ tăng trung thành lên mà. À, các bạn bổ nhiệm thì ở mức độ bạn thấy thằng nào nó thấp thì bổ nhiệm cho nó một xíu để nó tăng lên chứ. Hoặc là kêu gọi sự hỗ trợ từ đây rồi, 1.300 một lượt chúng ta lại kiếm được khá tiền à. Và qua lượt ạ. Sau khi bổ nhiệm xong thì nó tăng được khá tiền, nó giảm upkeep các kiểu mà. Cái đấy nó hỗ trợ vào cho quân đội, cho đất nước nó tăng khá nhiều ấy. Bởi vì nó giảm upkeep để nó tăng thu nhập các kiểu mà. Mà lãnh thổ của bạn rộng này các bạn tin rằng là chỉ vài lượt nữa là nhìn thấy tiền nó rất nhiều luôn. Lượt sau thôi là tiền nó rất nhiều. Ồ mày chạy lên mây. Sao? Hòa bình nhá. Khi mày đã quyết định chiến tranh thì sẽ không có cơ hội để nói lời hòa bình nữa đâu. Đàn áp văn hóa. Tao sẽ cho mày biết đàn áp văn hóa là gì nhá. Chủ nghĩa bá quyền á. Giỏi. Chủ nghĩa bá quyền và đàn áp tôn giáo văn hóa. Đúng ra phải là đàn áp tôn giáo nhỉ. Chủ nghĩa bá quyền và đàn áp tôn giáo à? À, được. Đặc điểm của thằng Đông La Mã là như vậy. Chán đời thế sao mà dám đàn áp. 4.700 một lượt. Rồi chúng ta tăng trưởng rất nhanh. Ủng hộ chính phủ. Ra lệnh. 13.000. Đấy các bạn thấy không, mình bổ nhiệm các cái tướng lĩnh vào phát cái số tiền chúng ta thu nhập được nó sẽ hỗ trợ nó tăng lên rất là nhiều. Đấy. Đó là lý do chúng ta phải bổ nhiệm các cái tướng lĩnh. Ngoài ra nó còn tăng trị an, nó tăng, nói chung là nó tăng rất nhiều thứ. Đấy. Chạy không tới à, nhưng mà nó cũng không tiến lên được. Và đây nó đường cùng rồi. Đánh xuống đây à? Chắc không đủ tuổi. Quân này thì mình không sợ. Thành này ăn được. Cộng với hải quân đây nữa mà. Khá nhiều cung tên. Có điều là chúng nó hơi nhiều lính dìu. Bốn đội dìu. Dìu của nó thì thương nặng rồi, không sợ. Vẫn ăn được. Cộng cái này lên đã. Tăng nhiều. Hết lương thực à? Dành tiền sang bên này đã, bên này bị thương nặng hơn là chúng ta phải sửa chữa bên này nhiều hơn ấy. Chúng ta phải đầu tư tiền cho khu vực bên này nhiều hơn. Rồi phá cái nhà thờ này đi. Phá cái này đi. Không cần dùng những cái này. Tỉnh này hạ tiếp một cấp nữa. Khu thuốc nhuộm này chúng ta phải để lại chứ nhỉ. Đây là cái tài nguyên đặc biệt ở cái vùng này. Thế thì xây ở đây là cái công trình trị an này. À, công trình vệ sinh dịch tễ à? Thủ phủ này nó xây những cái gì rồi? Nó xây công trình vệ sinh dịch tễ rồi này. Có thể mình chiếm được cái vùng này thì tốt. Nước thải. Tường thành cấp 1, không thèm lâng. Pháo binh. Nhà thờ. Bọn này theo văn hóa Hy Lạp. Và chúng ta thì theo văn hóa Latin. Chỉ an mấy vùng này chắc là khá lâu. Rồi bên này xem nào. Vùng này thằng đệ mình nó không chịu ra nó chiếm nhỉ. Lạ thật.
Bảo nó chiếm mà nó không thèm chiếm. Ta vậy thì mình tiến bắc tiến, kết hợp với quân đoàn phía trên kia giải quyết khu vực phía bắc. Còn ủa, vừa có cái gì nhỉ? Còn ở đây à? Để mình xem nào, ở đây thì à. At your command. Tỷ này à. Ai trả hết tiền. Phá cái nhà thờ đi. Phá công trình công nghiệp đi. Xây ruộng lên để có thức ăn. Hết thức ăn rồi. Tiêu diệt thằng Sassanid để làm mình hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Là đủ 40 đơn vị nhỉ? Hả? Thống đốc, tăng trị an, giảm tham nhũng. Rồi. Lượt sau, chúng ta sẽ đánh. Những đơn vị quân mà nó có đội cận vệ này thì không hề, không dễ, không đơn giản thế nào đâu. Đội cận vệ nó lì lắm. Nhưng mà nó chỉ mạnh về phòng thủ thôi chứ tấn công thì không ăn thua mấy. Nào để tiếp theo xem cho nó làm gì. Nào thằng Sebi, đánh nốt vào thành kia anh thì đánh một trận đánh danh dự cuối cùng. Mở cửa cho mày đánh vào cái thành đấy. Long Bè. Đúng. Đúng như mình đã dự đoán. Ô, nó đánh xuống tận dưới này cơ à? Chạy xa thế. Vãi nhỉ? Được. Cướp được quá ít tiền nữa. Mày cũng giỏi. Nó còn khôi phục cái thằng của nợ nó lên đấy. Thôi được, cho nó khôi phục, khôi phục chúng ta lại giết luôn thằng đấy. Tăng thêm điểm. Cái bọn du mục này nó cứ chạy lung tung mệt phết ấy. Trong cái bản này nó bắt đầu từ khi Attila ra đời đã có bắt đầu cái đội quân du mục. Bắt đầu có đội quân du mục là bắt đầu chiến dịch sẽ thêm phần gay cấn. Bởi vì là du mục thì các bạn biết rồi, nó cứ chạy lông nhông đuổi nó mèo vần chuột ấy. Một hiệp ước hòa bình. Không hòa bình được đâu em ạ. Đến giờ này thì không hòa bình được đâu. Khi em đã chọn chiến tranh thì em hãy nói đừng nói không với hòa bình. Đó. Có một thằng nó tăng trung thành bởi vì chúng ta bổ nhiệm các chức vụ cho nó. Chúng ta có hơn 15.000 mỗi lượt. Đây à? Mày vừa thích đánh nhau phải không? Thằng này nó gọi là một cái nhánh ở đông quân La Mã hồi phục lại. Nó là dạng quân ly khai của La Mã. Vừa mới lập quốc chưa được bao lâu đã lại mất rồi. Mày phá hoại đất đai của anh. Vậy thì mày phải chết. Dù sao thì nó cũng phun tách đúng không? Làm một trận đánh cho nó vì anh dự phát ra. Thế để những người lính Sebi được trước khi diệt vong cũng được một trận đánh vì danh dự. Ai nhưng nó lính cầm giáo hơi nhiều kìa, quẩy đá nữa kìa. Mà kỵ binh của nó thì cùi. Có lính vác dìu nữa. Ôi thời tiết kìa. Thời tiết ở Tây Ban Nha thật là không có nhiều dìu lắm thì anh cứ cho bọn không có nhiều kỵ lắm anh cứ cho bọn này nó đứng hàng đầu.
Thậm chí anh cũng không cần phải phòng thủ ở phía sau. Trận này kỵ binh của mình sẽ được, đây là kỵ binh chứ danh của La Mã này, kỵ binh chứ danh của La Mã. Let us meet our fates with good humor, trusting to the will of the Lord. If we are marked for victory, then we shall celebrate. Đúng rồi. Làm chết bớt mấy thằng. Làm chết bớt mấy thằng rìu đi là xong. Tiến vào đi cưng. Trận này nếu không phải vướng mấy con ngựa vào đó thì mình cho quân mình xông lên rồi. Cánh này. Tuổi gì mấy con ngựa nó đâu à? Úi dồi. We have revealed their concealed men. Nói anh em, mấy con ngựa của nó kìa, mấy con ngựa không dám đánh nhau, ngựa mình tuổi gì mà dám đánh? Testudo. À, nó kéo ngựa về đây rồi. Mày kéo ngựa về á? Cho tiếp đội ngựa này xuống. Đây là đội ngựa chứ danh của La Mã đấy, không phải mấy thằng xạ kỵ đâu mà rồi cận chiến với nó. Ai ôi, mấy thằng rìu chém đau quá. Mấy con ngựa nó... À, dám đấu với đội... Bạn thấy kỵ binh của La Mã không mạnh không? Đừng đùa. Kỵ binh La Mã khi mà mạnh lên rồi, đừng đùa. Bọn này tuổi gì mà đấu được? Le luôn bọn này chứ. Watson. Ăn luôn bọn này cho anh. Ở đây và lén lao. Đứng ở đây và lén lao. Enemy units have returned to the battle. Sure. Okay. Pháo 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 pháo. Lã cẩn thận chết ngựa mình. Ui ôi. Chết mẹ ngựa mình luôn. Mẹ ô, khẩu pháo. Quên không để ý phát. Ý dẹo với con ngựa mình. Mà ngựa nó. Từ nó chết vô lần đó. Pháo lã bắt chết hết cả đám. Duty, senores!
Nào, xông lên. Mình ở nhà làm cái gì? Xông lên. Thôi mấy ông pháo ơi, hết việc rồi. Ông bắn kiểu này chết hết quân mình. Đội ngựa đang cân tim bị mấy khẩu pháo lã vào cho chết té tua. Khổ thân quá. Thôi đến ngựa thì đừng có đấu với lính spi làm gì cho khổ, để mấy thằng kiếm nó chém rồi. Thôi rồi. Thôi cho anh ấy có một tí danh dự, chém tốt. À, chúng ta đã giành chiến thắng, cũng chả để mất quân vị quân nào cả. Ồ, vẫn sống à? Anh lại phải đuổi mày thêm lượt nữa. Thôi nhá, đã có trận đánh danh dự rồi, trận này thôi nhá. Thôi nhé. Rồi. Ready for battle. Rồi. Vậy là xong. Một kẻ dám chống lại La Mã. Và cái kết xứng đáng cho những kẻ dám nói không với La Mã. Rồi bây giờ mình 124, còn có 16 tỉnh, 16 thành thôi mà. Việc đó thì quá đơn giản. Phá cái nhà thờ đi đã. 15.000 mỗi lượt. Nhà thờ. Cái này thì mình phá lốt này. Lần cái ruộng lên được. Ruộng nó cũng không bị trừ mấy. Vùng này vệ sinh tốt này. Tấn công vào đây à? Đâu nhỉ? Nó có hai quân đoàn. Cứ bình tĩnh. Chờ cánh quân phương Nam này nó tiến lên nữa để bổ sung thêm lực lượng. Đây. Cái thằng này không có quân đồn trú á. Mỗi hai cái thuyền. Lần này thì mày không có cơ hội là trở thành chư hầu của anh nữa đâu. Chiếm được nhà chỉ thêm tụt thêm tiền. Xây cái đồn gác và xây cái công trình vệ sinh dịch tễ ở đây lên, thế là rút đi, kệ cho nó nổi loạn tẹp bô, thằng nào thích cứ việc vào mà chiếm. Ví dụ như thằng này này, vào đây mà ăn. Thành này nó tường thành cấp 4 cộng với lượng quân đồn trú như thế này. Lên cái này lên nó chỉ tăng được đúng một đội bắn cung và tốn mất 40 lương thực. Lân nằm quá nhỉ. Để cấp này đẹp này. Rồi chúng ta sẽ lên cái đất của chúng ta. Hai quân đoàn này thì khá tốt rồi. Đây là quân đoàn duy nhất có đội xạ kỵ này. Có đeo khiên ở sau lưng. Chiếm lốt khu vực Capcas và khu vực Trung Á. Mình đang tiến sang đất của Trung Á rồi. Vùng này không còn gì, nó cũng chẳng cướp được. Ha 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 ha. Thực ít quá nhỉ. Vệ sinh dịch tễ 11. Thì lân thoải mái. Cái này lân lên nó tăng bẩn thỉu. Có thể để mức 1 đã. Tỉnh này ok rồi. Nào. Nhưng mà La Mã nó vẫn, thằng Đông La Mã nó vẫn có mấy cái cảng biển này mạnh. Muốn tấn công được nó có đô đốc ở đây này. Mình phải có một quân đoàn sang tấn công, chứ không một hạm đội thì không tấn công được. Hạm đội thì chỉ có thể cầm chân nhau chứ không thể tấn công được. Thôi được. Để xem lượt tiếp theo nó làm gì. Nó vẫn đang phải đóng một loạt quân ở đây. Chấm tấn công đổ bộ của mình.
vàng Hispania chết. Quyền lực của mình nó sẽ tăng dần lên. 86 tuổi mà chưa dẹo à? Ồ, sống dài vãi trưởng. Hai nghìn 132 lương thực, vãi thật. Sao mình nhiều lương thực thế nhỉ? Thuốc nhuộm à? Nền kinh tế của mình bây giờ cũng vẻ cân bằng rồi. Những vùng này thì chị An nó bắt đầu tăng trưởng lại rồi đúng không? Lương thực cũng khá khá, lâng lên, lâng lên cái này. Những vùng này giảm này. Vùng này thì nó có một tài nguyên đặc biệt này, sản xuất dầu lưu, tăng lương thực, giảm bẩn thỉu. Phải lên cái này nữa. Lượt sau à? Tỉnh này âm 3. Ở đây thêm được một công trình nữa này. Hết tiền để xây rồi. Chưa đủ tiền, không có tiền để mà xây dựng nhiều thế. Mỗi lượt chúng ta các bạn thấy cái gì? Hòa bình á? Mày còn có mỗi một cái thằng tướng ở ngoài biển thì mày làm được cái gì? Sao? Vẫn chưa diệt vong à? Chạy ngoài biển lúc là chết cái gì đâu mà. Nó là đô đốc, nó cũng không leo được lên bờ nữa cơ. Tính làm nào để cho thằng Đông La Mã này hết lương thực nhỉ? À, cho quân của mình cắm trại sang đất của nó nhỉ? Cướp hết lương thực của nó, cho nó chết đói. Một cách cũng khá là đơn giản. Lại sinh con ngoài gia thú. Bệnh lao. Ở đâu ấy? Đây à? Vùng này như thế này mãi không trị an được. Chưa có cái đập nước. Trừ 12, 2 là 10, trừ 14. Thuế cho nó phát đã để nó không bị thiếu lương thực. Vãi trưởng. Dịch bệnh là mình không thể cho quân vào đây được. Di chuyển dần xuống đây đi, có thể khi cần có thể tiến tiếp sang khu vực phía tây tiếp. Không đánh nhanh được, đánh nhanh vừa dính tham nhũng lại vừa không sửa chữa được nhà cửa. Ready for orders. Nó đang rút bỏ cao nguyên trung toàn. Nó đang rút bỏ thành lũy của nó. Ruộng rồi này, công trình vệ sinh dịch tễ này, à, chưa vội xây đồn rác trước, cái này xây vệ sinh sau, bởi vùng này nó có cái này nó khá tăng trị vệ sinh rồi. Ừ.
nổi loạn đi xem nào. Đấy, xây cái đồn gác này nữa. Xây xong cái đồn gác thì mình có thể rút đi. Ready for battle. Let them cower like kennel dogs. Tới nhỉ? Tới kìa, thằng này chạy xa thế. Tỉnh này của nó sắp có nổi loạn. Laying siege to the settlement. We take this settlement. Lại có tường thành à? Rất ghét có tường thành. Vây trong vòng 3 lượt là nó chết đói. Thì vây cho nó phát. Vây trong vòng 3 lượt là nó chết đói. Sửa lại nhà cửa này. Vệ sinh dịch tễ này. Ruộng. Cần một cái nhà thờ ở giữa thủ đô là được rồi, ở thủ phủ là được rồi. Ô, à, các công trình này vẫn đang bị cháy. À, xây dựng. Nhưng mà sao cái vùng này nhìn trông nó như bông hoa này. Đẹp phết đi. Vẫn chưa hồi hết quân. Đang tính đánh vào cái thành này. Hải quân của nó khá đông. Quân góc thành thì không nhiều nhưng hải quân khá đông. Chiếm được nhưng mà chỗ này nó đông lắm. Từ từ. Các quân đoàn cũng đang từ từ tiến sang. Bên này tỉnh này ổn. Đây cái mỏ đá. Vùng này chị An vẫn chưa được tốt lắm nhỉ. Cái vùng này bây giờ phải nâng được cái này lên cấp nữa. 46 à. Thiếu 10 lương thực. Tăng vào cái này. Á à. Sao lại vùng này lại... đúng rồi, lương thực rồi. Tăng ruộng và tăng cái này. Hỗ trợ nhau là vừa. Nói chung chị An thì hầu hết các vùng đều đang chiều hướng đi lên rồi. Mỗi vùng này vùng này không sợ. Xây xong cái nhà thờ này là ổn. Venetia trừ 5 à. Vùng này trừ 5. Cái này nữa thì còn trừ 1. À, cộng 8 chị An cơ mà. Thoải mái. Ok rồi. Vây hãm à? À ừ, mình vây mình chưa sử dụng. Tháp công thành. We take this settlement. Quân La Mã ở phương đông, ở phía bắc này hình như không có quân. À, xuống đây. À, rồi vào đây. Ăn đây. Hai thằng kết hợp vào đánh này. Mình thích một trận đánh mà chỉ nguyên lính thủ thành. Thủ thành nó thủ xem như nào. Chưa thấy nó đánh. Ừ.
Mình ổn định được cái vùng Tây Ban Nha, mình sẽ bắt đầu cho quân tiến sang đất Hy Lạp. Và Đông La Mã chuẩn bị chờ nhé. Ha ha. Dẹo. Buột. Ông đệ mình quân đông vãi. Có hẳn một hạm đội đóng đây cơ mà. Ghê thật. Mà nhiều lúc mình chả hiểu cái bọn này nó lấy đâu ra tiền. Mình chắt bóp từng đồng mới mua được một hạm đội hoặc là một quân đoàn. Nó để quân như đúng rồi. Thằng Macedonia có đúng một thành mà nó có đến ba quân đoàn. We Một do not hiệp ước give hòa bình gifts. là không thể đâu. Phe phái Himyar đã bị tiêu diệt. Một trăm hai mươi lăm khu định cư, 15 khu định cư nữa. Watson rất nhẹ. For God himself. Vậy cho nó chết hết quân cho thằng này chiếm nhỉ? À không được, cái tỉnh này là tỉnh của mình. Mình đang kiểm soát toàn bộ cái vùng này. Let them cower like kennel dogs. Indian elephant voi. Voi trong bản này không được bá như voi ở trong Rome 2. Rome 2 bá hơn nhiều. Bản này voi phế lắm. Ôi à. Đây à. Nice. Không sợ, lượt sau là hai công trình này nó xây xong rồi. Chị A nó sẽ tăng trở lại ngay. We hunger for battle. Vậy thằng này nó đánh mình trận xem thế nào. Nhưng thật ổn. Không dám đánh mình. Không dám đánh mình. Bây giờ phải tính kế, tính nhỉ, xem nó đánh nên đánh kiểu gì. Có lẽ là mình phải giải quyết cái khu này trước này. Vào đến đây, giải quyết vào đây thì mới tấn công lên khu trên này được. Bởi vì đánh giữa đây mà mình tiến thẳng vào đây là mình tiến vào lõng của nó luôn. Phải giải quyết được khu dưới này đã chứ nhỉ. Muốn thế thì thằng đệ nó phải chiếm cái tỉnh này đi chứ. Hoặc mình sẽ đốt. Đốt lốt tỉnh này. Rồi. Quánh vào đây nữa này. Cũng được. Hướng tấn công nó phải như vậy. Dưới này có cái đồn gác chưa? Được xong có đồn gác. Nhưng mà như vậy là đủ rồi. On the move. Chiếm thành lại đi cu. Căng nhỉ. Đến đây. Phía trên này. Đúng một thành này còn hai vùng này tiêu điều à. Ở đây. Ồ. Vậy thì có nhiều đất nữa đâu. Hai tỉnh này đã bị. Thôi nó cho quân sang nó đánh.
Kinh tế chúng ta vững mạnh mà, các bạn đừng lo, âm thì mình giải quyết được ngay thôi. Thực ra thì nhiều anh em hỏi là sao anh đánh nó dễ thế, anh làm sao anh biết trước những chuyện có thể chuyện để mà điều quân thế. Nhưng mình trả lời thật là mình chẳng thể nào biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra cả. Cái duy nhất mà mình có thể đó là mình có thể chuẩn bị trước tất cả những gì có thể xảy ra. Đó là mình lường trước với tất cả những vấn đề mà có thể xảy ra để mình có những cái lực lượng có thể sẵn sàng ứng phó với những cái tình huống như vậy. Chứ còn diễn biến của chiến dịch nó thay đổi liên tục, các bạn đâu có biết trước được điều gì đúng không? Nhất là chơi độ khó huyền thoại này thì các bạn biết rồi, không thể thay đổi được. Các bạn đánh đến đâu là đến đến đấy và không bao giờ thay đổi lại được. Không bao giờ loát các bạn phải chơi mà loát và chơi lại là không thể. Đó là điều không thể. Chúng ta cần phải tăng cái quyền lực lên một xíu mà chưa tăng được. Bây giờ mình xem nào. Rồi lãnh thổ chúng ta rất ổn, chỉ có vùng này vẫn tiếp tục giảm tốc độ rất là chậm, không sợ. Vùng này trừ 5, xây tiếp công trình này lên. Vùng này nữa, tổ trị an, tiếp công trình này lên là ok. Palestine, trừ 2, tăng cái này ok rồi. Đấy, lãnh thổ mình bây giờ có vấn đề gì nữa đâu. Tỉnh này xây cái công trình vệ sinh dịch tễ rất là đẹp. Xem còn tỉnh nào bị tụt trị an nữa. Tỉnh này à? Mọi thứ ok rồi. Không có nhiều tiền, 16.000, chúng ta lại tăng trưởng kinh tế rất mạnh. Nên là vấn đề giữ tiền, ở đâu cái thành trên này của nó đâu ạ. For death and honor. Hình như mình vây thêm một lượt nữa là nó chết đói đúng không? Đã thế cho nó chết đói luôn, hai lượt cho nó chết đói luôn. Đỡ phải đánh nhau nhiều. Thống đốc à? Tăng trị an, giảm tham nhũng. Thống đốc thì chỉ có mỗi cái việc đấy. Lại có dịch bệnh ở đây. Quái quỷ nhỉ chứ. Vệ sinh cao như này mới có dịch bệnh được. Chắc thằng nào nó chạy qua đất của mình, nó lây nhiễm dịch bệnh sang cho mình rồi. Có công trình này mà sao dịch bệnh được. Đúng rồi. Chắc mấy thằng đệ nó lại chạy qua đất của mình, nó lây dịch ra cho mình rồi. Hay quá. Long Bè đâu rồi, tiến xuống Trung Đông. À, huy động tất. Bây giờ mình có đệ của mình xứ Gôn này. Xứ Gôn là có thể gọi là Pháp đi, Britain là nước Anh rồi. Long Bè này có thể coi là Đức đi. Liên quân Ý, Đức, Anh, Pháp, Ý, Đức sẽ tiến sang Trung Đông. Đấy, Britain gọi là Anh. Thằng này nó bị ngáo đá à? Người này quân mà nó dám đánh nhau này. Nó là quân nổi dậy, nó buộc phải đánh thành. Nhưng mà nó cũng ngáo vừa thế chứ, nó ngáo thế này ai mà đỡ nổi nữa.
Tỉnh này hết dịch bệnh rồi. Cái khỉnh tỉnh này dịch bệnh tràn lan này. Đang tiếp đây. Làm này trước. Tỉnh thiếu lương thực ghê nhỉ. Lây cả dịch bệnh sang các tỉnh khác của mình. Chỉ một. Thiếu lương thực. Chỉ bốn. Xây cái này lên, xây cái này lên là có đủ lương thực thôi. Nào thằng nào vừa đánh vào đây đấy. Chán đời mà đánh vào đây. Ready for battle. We hunger for battle. Chờ cánh quân phương Nam tiến lên. Bây giờ ô mình liều nhở, mình dám hành quân ra đây. Không tới, không tới, không tới, đến đây thôi. Quân đoàn này hay chất đấy. Cái gì đây? Ấm cúng này, cơ hội có con trừ này, thẩm quyền trừ, nói tục này. Tướng gì mà, à được cái trung thành cộng. Vãi cả tướng, skill. Mình có thể chán nhất là cái bản này, quân La Mã, skill của nó rất tồi các bạn ạ. Trong khi các cái quân khác như Hung Nô chẳng hạn, chỉ số của tướng của nó toàn là cộng thôi. Cộng rất nhiều. Nó bắt đầu mất quân rồi. Bắt đầu chết đói. Cho nó chết đói nặng này rồi mình chiếm. Chết mày chưa, Long Bè nó đuổi rồi. Long Bè nó đuổi tới nơi rồi. Xong. Hiệp ước hòa bình. Mày cứ ở ngoài biển đấy mà hòa bình. Đâu nhỉ? Lôi thằng Long Bè cho nó xuống, nó quấy rối thằng Đông Nam Á chứ nhỉ? Mấy ông Long Bè này ông đâu có đội Godan chưa? Mấy thằng Godan thì siêu bá luôn. Kinh quá. Đồng La Mã. Kinh quá cơ. Rồi bắt đầu đấy. Sáu mươi một tuổi chết. Bùng phát dịch bệnh ở đâu đấy? Ở đây à? Bỏ mẹ. We hunger for battle. Get to it, men. Quái quỷ thật nhỉ. Nào, huy động. Huy động lực lượng. Quân Anh tấn công và thẳng luôn Istanbul của nó luôn, Sứ Gôn. Cũng vậy, tấn công ở đây. Long Bay nữa. Macedon. Cái thằng này mình thấy mình có bảo nó đi đánh nhau đến đâu đi chăng nữa thì cũng chả thấy bao giờ thấy nó vác quân đi đánh nhau. Nó theo cái kiểu an phận thủ thường hay sao ấy. Chả bao giờ thấy nó đánh nhau cả.
hết rồi. Mà trong khi quân của nó cũng không phải ít đâu nhá, thằng Macedon đây này, phun ba quân đoàn luôn. Nó mà vác đi nó đánh nhau thì khối thằng vỡ mồm với nó chứ đùa. Thế mà nó cứ ru rú ở nhà thế mới hay. Vùng bên này chị ăn chưa ổn được. Tỉnh này có vẻ ok nhỉ. Lâm cái nhà thờ lên. We hunger for battle. Ready for battle. Tỉnh này ok, cộng một là được rồi, không âm là tốt, lâng được cả cái này nữa cơ mà. Thiếu lương thực, tỉnh này bị trừ 6 chị ăn do thiếu lương thực, lâng ruộng tiếp. Variku. Trời ơi. To battle. Quân của nó bị vỡ thành và thương nặng rồi. Đỡ cái đấy. Có cái thằng quân đổi dậy à? Chờ cho nó vào mình lại được thêm trận phòng thủ nữa. Ở đây có gì đấy? Steel à? Hình như là vải vóc. Khu phức hợp bộ binh này. Nhà tuyển quân đầy 4 luôn này. Tiếc là mình không cần. À, quý. Rất nhẹ. At your command. Voi bắn tên lửa cho thì chạy chạy láo loạn này bây giờ. Ready for orders. Tướng này mạnh ghê nhỉ. We hunger for battle. Advance. Ready for battle. We take the settlement. À, xem quân của nó nào. Ai chà. Được. Besieging the settlement. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.